Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư Tôn Đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam xin bắt đầu đọc tiếp tập 3 của cuốn sách mang tên Tôi là AI. Của tác giả Ni Sư Aya Khema, Việt Dịch Diệu Liên Lý Thu Linh, Hiệu Đính Bình An Sân. Kính thưa quý chư Tôn Đức cùng quý vị đạo hữu tủ sách áo lam chúng con phát nguyện đọc sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến với người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến với mọi người nhé. Sự yểm trợ của quý vị là động lực giúp chúng con sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu đọc sách, chương 4, Sơ Thiền sau khi đã bàn qua tất cả những bước chuẩn bị đưa đến thiền định giờ bản kinh nói đến tầng thiền định gian na đầu tiên đối với những ai đã đọc qua kinh điển của đức phật được truyền trao lại cho chúng ta trong bộ tạng kinh tiếng pali mà phật giáo nguyên thủy căn bản dựa trên đó thì không thể phủ nhận rằng các tầng thiền định là một phần của con đường đạo như đối với những lời dạy trong bản kinh này về năm chướng ngại sự bảo hộ các căn chánh niệm và sự hiểu biết sáng suốt tất cả đều là những bước trên con đường tu học nếu chúng ta thật sự muốn có một sự hướng dẫn tâm linh hầu mang lại cho ta niềm vui và hạnh phúc thì ta cần tất cả các bước trên chúng ta không thể chọn lựa phần này phần kia đơn thuần chỉ vì ta thấy nó khó hoặc người nào đó nói với ta rằng nó không cần thiết nhưng đấy chỉ là những khái niệm ý kiến cá nhân trong khi đức phật đã chỉ bày cho chúng ta một con đường trọn vẹn và dĩ nhiên là dựa vào lời dạy của đức phật sẽ an toàn và lợi ích hơn đây không phải là bài giảng duy nhất về các tầng thiền định mà còn có nhiều bản kinh khác nữa tôi nhấn mạnh điểm này bởi vì không hiếm những trường hợp các thiền sinh tình cờ đạt được thiền định mà không hiểu họ đang trải nghiệm điều gì nhiều thiền sinh đã hoài công tìm kiếm sự hướng dẫn đã được đọc qua những lời Phật dạy trong các kinh điển, ta cũng có thể tự mình cố gắng thực hành theo, nhưng thật không phải dễ. Phần đông đều cần có sự hướng dẫn của các vị thầy. Giờ ta hãy suy gẫm về lời dạy của Đức Phật về sơ thiền trong bản kinh này. Đức Phật giảng, khi vị ấy, tỷ kheo, biết rằng mình đã đoạn lìa năm chướng ngại. Điều này rất quan trọng năm chướng ngại đã tạm thời được tiêu trừ ở sơ thiền, chúng không có cơ hội để xuất hiện trong các tầng thiền định. Nhưng chúng ta phải thực sự dẹp bỏ được chúng khi ngồi xuống gối thiền, vì chúng vẫn còn hiện hữu trong ta. Ta phải cố gắng đừng để chúng phát khởi. Ta cần thấy rằng phải bắt đầu tỏa thiền với sự thương yêu, lòng từ bi, không có nghi, không tham ái, không hôn trầm thụy miên hay sân hay chạo cử hối tiếc các chướng ngại phải được dẹp bỏ sang một bên trong giờ ngồi thiền thật vậy đây chính là điều mà tự động chúng ta phải hướng tới nếu bất cứ chướng ngại nào xuất hiện tâm thức liền trở nên dao động và rồi chúng ta không có cách nào để ngồi thiền tuy nhiên nếu chúng ta ngồi thiền với tình thương lòng bi mẫn tự tại và với quyết tâm thiền định thì dù không nghĩ gì đến kết quả các chướng ngại cũng bị chặn đứng thiền định sẽ mang đến cho ta những cảm giác dễ chịu thoải mái vì khi năm chướng ngại biến mất dù là tạm thời chúng ta cũng vẫn cảm thấy khá an lạc khi quán tự thân đã xả ly năm triền cây ấy hân hoan xanh do hân hoan nên hỉ xanh do tâm hoan hỉ thân được khinh an ở đây niềm hỉ lạc và hân hoan vẫn còn ở mức thế tục vẫn chưa ở mức thiền định trong tiếng pali có nhiều từ khác nhau để diễn tả việc này hỷ lạc là một cảm giác dễ chịu tự tại khiến thân được bình ổn với thân được bình ổn chúng ta cảm nhận an lạc và với tâm an lạc ta dễ được định đối với những ai muốn hành thiền thì không thể quên điều này niềm an lạc tự tại nơi tâm là một điều kiện tiên quyết không có nó ta khó đạt được thiền định ở đây niềm hỷ lạc được diễn tả như kết quả của sự vững trái và yên tịnh nơi thân. Cảm giác của sự vững trái và yên tịnh này phát khởi từ tâm vui mừng được hành thiền. Tâm hỷ lạc có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Có niềm vui đến từ việc biết rằng ta có thể thật sự theo đuổi con đường đảo. Niềm vui được ngồi tĩnh lặng. Niềm vui khi thân được tự tại. Nếu không có những niềm vui như thế nhất là niềm vui trong việc tu tập tâm linh thì việc hành thiền của ta sẽ bị bỏ sang một bên khi ta cho rằng có những chuyện quan trọng khác cần làm hơn không có niềm vui thì không có thiền định chúng ta ít khi được nghe điều này mặc dù đức phật đã nhắc đến nhiều lần ngài dạy rằng chúng ta chỉ có thể hành thiền nếu ta cảm thấy thân tâm thoải mái tự tại và ta chỉ có thể đạt được thiền định khi tâm đã an lạc nếu ta thật sự biết vì sao mình phải hành thiền và đánh giá cao sự nỗ lực của bản thân thì chỉ sự hiểu biết đó cũng đủ mang đến niềm vui đây vẫn còn là pamoya niềm vui thế tục chưa phải là sukha niềm vui thiền định nhưng khi chúng ta có thể ngồi xuống gối thiền mà không còn năm chướng ngại thì tất cả hệ thống thân tâm mà ta sở hữu có thể cảm nhận n được sự an tịnh như thể thân và tâm đã hòa nhập thành một. Chúng ta cảm giác rằng mình đang bắt đầu một việc có tiềm năng mãnh liệt nhất mà ta chưa bao giờ biết đến, Đức Phật tiếp tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú thiền, thứ nữa từ, xả ly, đi tát, thường bị hiểu lầm vì các bài giảng thường không nói rõ, ly dục và ly bất thiện pháp. Một số kinh chỉ nói đơn giản rằng sơ thiền là trạng thái đạt được do xả ly do đó có sự hiểu lầm cho rằng chúng ta phải rời bỏ cuộc sống bình thường hiện tại, để vào rừng tu một thời gian dài. Tu trong rừng cũng là tốt, nhưng không cần thiết, xả ly, không có nghĩa gì hơn là ngay lúc ấy, ta không có tầm ái dục hay bất thiện, hay nói tóm lại là ta cần dẹp bỏ năm chướng ngại sang một bên. Kết quả là một cảm giác như buông bỏ được gánh nặng, vị ấy chứng và chú thiền thứ nhất, với tầm với tứ các từ pali vitaka vikara thường được dịch là nhớ nghĩ và suy ngẫm nhưng mọi thiền sinh đều biết rằng nếu họ nhớ nghĩ và suy ngẫm họ khó thể tiến vào sơ thiền thật ra vitaka vikara còn có thêm một nghĩa nữa đó là sự tìm kiếm tâm và trụ lại tứ trong chủ đề thiền và đây là ý nghĩa mà câu kinh này muốn nói đến trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, đây mới là hỷ lạc trong thiền định, cả hai phát khởi cũng lúc, hỷ trong giây phút này là một cảm xúc hoan hỷ, và lạc đi kèm theo nó. Đây mới là sukha sau này ta sẽ biết đó là đặc tính trinh yếu của nhị thiền. Trong sơ thiền, cảm giác hỷ lạc này xuất hiện dưới nhiều cách thức và mức độ khác nhau. Nó có thể trào dâng hoặc nhẹ nhàng nó có thể là cảm giác nhẹ nhàng bay bổng thăng hoa kéo dài nhột nhạt bất cứ cảm giác nào như vừa kể trên hay hơn thế nữa nhưng luôn luôn là cảm giác hỉ lạc trạng thái này cũng được diễn tả là sự hưng phấn nghĩa là chúng ta bắt đầu rất thích thú hành thiền lúc ấy nếu chúng ta trụ vào hơi thở thì thật sai lầm dầu chúng ta sử dụng phương thức nào thì nó cũng giống như chiếc chìa khóa để mở cửa vào trong nhà nơi chúng ta làm quen với đời sống nội tại thực sự của mình ta sẽ khám phá ra rằng tất cả mọi thứ mà ta chất chứa trong tâm chẳng là gì hết mà chỉ là những thứ dư thừa chúng có mặt ở đó do bởi lòng tham muốn ghét bỏ phản ứng vọng tưởng dự tính hy vọng quan điểm và ý kiến khi chúng ta có đủ định tĩnh để bước vào bản thể nội tại và trải nghiệm được cảm giác hỷ lạc, chúng ta thật sự có thể chứng nghiệm được chân lý này. Chúng ta cũng cần biết là các cảm giác này luôn hiện diện trong ta. Nhưng chúng ta không để cho chúng xuất hiện. Nếu vậy thì đây là chuyện lạ kỳ. Chúng luôn có mặt, nhưng ta không thể tiếp xúc với chúng, vì tất cả những rối loạn, náo động nơi thân tâm khi chúng ta có khả năng trải nghiệm các cảm giác này bất cứ khi nào mà ta muốn thì ái dục và tham đắm sẽ biến mất chúng ta nhận thức được rằng mình đã có những gì mình muốn hoàn toàn độc lập với bất cứ ngoại cảnh nào chúng ta không còn luôn cố gắng để làm cho mọi việc xảy ra theo ý muốn của mình là điều trong bất cứ trường hợp nào cũng chỉ là một việc làm vô ích phù phiếm chứng nghiệm được sơ thiền là một biến cố trọng đại trong cuộc đời chúng ta. Tuy nhiên, nếu ta không tiếp tục hành thiền một cách đều đặn, thì ta sẽ không thường xuyên đạt được trạng thái thiền định đó, do đó không thể có được trí tuệ mà thiền định có thể mang đến cho ta. Kể cả khi cảm giác đó rất mạnh mẽ, chúng ta cũng không liên hệ được với nó một cách phù hợp. Với niềm hỷ lạc do ly dục xanh, vị ấy tràn ngập, chứa chan sáng giờ cả châu thân, không có một nơi nào trên thân của vị ấy không tiếp xúc với hỷ lạc do ly dục xanh. Nếu chúng ta chỉ cảm nhận được niềm hỷ lạc này ở một vài nơi trên thân, ta cần phát tán nó rộng ra. Cả thân thể cần được thấm đẫm, chan hòa, hỷ lạc. Dầu ở đây chúng ta đang nói đến các cảm xúc nơi thân, nhưng đó không phải là loại cảm xúc quen thuộc hàng ngày. Nó tương tự như một cảm giác xúc chạm rất dễ chịu, nhưng không phải như thế. Cảm giác đó vi tế, và thoải mái hơn nhiều, và có thể nói là chúng ta có thể điều khiển nó. Một khi chúng ta đã làm chủ được các tầng thiền định, chúng ta có thể đạt đến trạng thái hỷ lạc này bất cứ lúc nào ta muốn, và có thể kéo dài cảm giác ấy theo ý thích. Bất cứ ai đã làm chủ được các tầng thiền định đều có khả năng này họ cũng có thể di chuyển từ bậc thiền này sang bậc thiền khác trong tám tầng thiền định, không nhất thiết phải theo lớp lang thứ tự, đến và đi bất cứ khi nào họ muốn. Nhưng dĩ nhiên các vị đó đã tu đến các cấp bậc rất cao. Chứng và chú thiền thứ nhất, dục tưởng xưa kia của vị ấy được diệt trừ. Lúc ấy, tưởng hỷ lạc vi diệu khởi lên. Điều đầu tiên chúng ta được biết ở đây là dục tưởng biến mất. Đúng vậy khi ta trải nghiệm các cảm giác hỷ lạc, sảng khoải nơi thân, các dục tưởng đã không phát khơi. Ta đã hài lòng với những gì mình có, dĩ nhiên dục tưởng vẫn có thể xuất hiện vào những lúc khác, nhưng khi chúng ta càng có được trí tuệ trên con đường hành thiền, và càng phát triển khả năng đạt định, thì dục tưởng càng ít có cơ hội xuất hiện. Dục tưởng, ở đây muốn ám chỉ, ham muốn nhục dục, đi dai, là ham muốn thể xác mạnh mẽ nhất do đó chính nó đã phá hoại cuộc sống của bao người. Những đam mê mãnh liệt có thể vô cùng xáo trộn, vì thế có được một phương cách chữa trị là điều tối ưu quan trọng. Ở đây chúng ta chỉ nói đến thời gian an trú trong các tầng thiền định. Tuy nhiên, khi đã có được tuệ giác, thì chúng ta hiểu được rằng tất cả những gì chúng ta ao ước, mong cầu đều đã có sẵn trong ta. Và khi đã tự chứng nghiệm được điều này với bản thân nhiều lần ta sẽ có nhiều cơ hội buông bỏ ái dục hơn nếu không hoàn toàn buông bỏ thì ít ra nó cũng không còn quấy nhiễu ta nữa một khái niệm chân thật nhưng vi tế về hỉ lạc chân thật có nghĩa là chúng ta thật sự đang trải nghiệm điều đó chữ vi tế được dùng để diễn tả bốn bậc thiền đầu tiên được biết đến như là những bậc thiền sắc giới vi tế trong cuộc sống bình thường chúng ta thật sự cũng đã trải qua các trạng thái tương tự nhưng chúng ở dạng thô hơn nhiều chúng ta cũng có những cảm xúc hân hoan nhưng chúng luôn phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài ta không thể khiến chúng xảy ra khi ta muốn thường thì khi chúng qua đi cảm giác tự tại bình an cũng không còn là điều không thể xảy ra ở các tầng thiền định do tính chất vi tế của chúng ta duy trì được sự tự tại hơn nữa chúng ta cũng biết rằng mình có thể đạt định theo ý muốn. Khi đã tiến triển đến tầng thiền thứ hai, ba và bốn, chúng ta sẽ thấy rằng các cảm giác vi tế này cũng tương tự với các cảm giác mà ta thường trải qua, ngừng ở một mức độ thô và không tỏa ý, chung chóng qua, và có thể là chúng ta khó thể lặp lại chúng theo ý mình muốn. Ngược lại, đối với các tầng thiền định, chúng ta chỉ cần ngồi xuống. Định tĩnh là có thể trải nghiệm trở lại. Đạt được định bằng cách đó mang lại nhiều lợi ích cho tâm vì nó diệt trừ được tâm suy nghĩ lan man. Tất cả những hy vọng, dự tính, lo âu, sợ hãi, thích và không thích của chúng ta được dẹp sang một bên. Đây là một cách để giúp ta được thực sự thoải mái, một việc tốt nhất mà ta có thể làm cho bản thân. Và khi vị ấy ý thức được niềm hỷ lạc này, nói cách khác vị ấy chú tâm vào đó. Như vậy do học tập, một tường khởi lên, cũng do học tập một tường diệt trừ. Và Thế Tôn nói, đó là sự học tập Thế Tôn nói đến. Potapada đã hỏi Đức Phật về sự tịch diệt của tăng thượng tường, cũng như muốn biết tường phát khởi như thế nào, và làm thế nào một người trở nên không còn tường. Potapada đã được nghe về bốn trường hợp khác nhau khi điều đó có thể xảy ra. Nhưng Đức Phật bảo rằng tất cả đều sai lạc, không chính xác. Ngài dạy rằng, tưởng của một người phát khởi và qua đi, tùy theo nhân duyên. Có tưởng khởi lên do học tập, rèn luyện, và có tưởng cũng do học tập, rèn luyện, mà bị diệt trừ. Sau đó Đức Phật giảng thêm chi tiết cho Potapada về sự học tập, rèn luyện, qua đó tâm được thanh tịnh để có thể bước vào sơ thiền. Trong tầng thiền này, Đức Phật thuyết, tưởng vi tế của hỷ lạc sẽ phát khởi, và sẽ chấm dứt khi tâm xuất định. Đây là phần đầu câu trả lời của Đức Phật đối với câu hỏi của Potapada. Rồi Đức Phật đưa ra một ẩn dụ để cho ta biết cảm giác khi đạt được sơ thiền là như thế nào. Như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm. Sau khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước cục bột tắm ấy được thấm nguồn nước ướt trào trộn với nước ướt thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước nhưng không chảy thành giọt cũng vậy vị tỉ kheo thấm nguồn tắm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân thể với hỉ lạc do ly dục xanh không một chỗ nào trên thân không được hỉ lạc do ly dục xanh ấy thấm nguồn một giải thích tuyệt vời về cảm giác của sơ thiền thấm nguồn cả thân cần nhớ là khi ngồi xuống tọa thiền, ta không được để bất cứ chướng ngại nào có mặt. Muốn được như thế, ta cần luôn quan sát tâm trong các sinh hoạt hàng ngày, ngoài thời gian hành thiền. Ta cần phải có chánh niệm đối với những nghĩ suy của mình, không để cho tâm chạy đuổi giáo giết, loanh quanh để tìm cách thỏa mãn các ái dục. Chúng ta cần duy trì chánh niệm, và luôn phải để ý đến các hành động nơi thân dầu là với chủ tâm hay do bản năng bằng cách này tâm đã bắt đầu biết gạt bỏ các chướng ngại nếu ta có thể tỏa thiền với tâm không còn chướng ngại thì không có lý do gì khiến ta không thể đạt định tuy nhiên nếu tâm bắt đầu suy nghĩ tôi muốn đạt định tôi phải làm được điều đó có thể tôi phải thực hành theo phương thức khác lúc đó dĩ nhiên là tất cả mọi cố gắng của chúng ta đều uổng phí chúng ta chỉ cần để tự nhiên không có những suy nghĩ lao sao không để những khó khăn cản trở tất cả đều ngụy tạo tất cả đều do tâm tạo chân lý thật sự hoàn toàn khác hẳn và ta chỉ có thể đến gần chân lý hơn khi đạt đến các tầng thiền định dĩ nhiên ta còn phải trải qua bao công phu tu tập nhưng ít nhất ta đã ý thức được rằng có một tâm thức trong tôi khác hơn cái mà tôi từng biết đến khi xuất ra khỏi bất cứ tầng thiền định nào, hay kết thúc một buổi tọa thiền tốt đẹp nào, chúng ta cần làm ba việc. Thứ nhất là phải hiểu rằng sau khi xuất định, trạng thái hỷ lạc cũng qua đi. Thiền sinh cần phải quan sát sự tan hoại đó và chấp nhận rằng nó cũng vô thường. Đừng nói điều đó một cách máy móc chúng ta thường nghe và sử dụng từ vô thường, nhiều đến độ không còn để ý đến ý nghĩa của nó nữa. Chúng ta chỉ biết chấp nhận vạn pháp đều vô thường, ta cần thực sự quan sát trạng thái dễ chịu đó biến mất. Điều đó không nằm trong từ ngữ, mà chính ý nghĩa giao huấn của nó mới quan trọng, có nghĩa là chính ta phải tự trải nghiệm nó. Chúng ta có thể đọc hàng ngàn quyển sách, tụng hàng ngàn câu kệ, cũng không ích lợi gì. Tuệ giác chỉ phát khởi từ kinh nghiệm tự chứng, chứ không có cách nào khác hơn tất cả chúng ta đều không ngừng trải nghiệm. Nếu có thể hiểu được các trải nghiệm này một cách đúng đắn, thì tất cả chúng ta đều đã giác ngộ. Thí dụ, tất cả đều biết đến sự vô thường của từng hơi thở, nhưng biết bao người vẫn còn mải mê với vô số hoạch định về tương lai. Chúng ta không hiểu được điều mình trải nghiệm, rằng chỉ có giây phút hiện tại mà thôi. Không có tương lai, không có quá khứ, tất cả đều là ngay hiện tại và chúng ta hoàn toàn trống không, chúng ta không có bản thể. Chúng ta chỉ dường như có một bản thể vậy thôi, tất cả chúng ta đều biết về tính vô thường của tâm ý, rằng chúng tự xuất hiện, không cần mời gọi, rồi cũng tự qua đi. Lý ra, ta phải mong là chúng đừng xuất hiện, để ta dễ định tĩnh hơn. Nhưng chúng ta lại tin rằng, đấy là tôi suy tư. Đấy là những suy nghĩ của tôi chúng ta cần xem xét lại niềm tin này thông thường nếu ta sở hữu vật gì ta sẽ có quyền hạn đối với nó vậy mà những ý nghĩ đang diễn ra trong đầu và tất cả những ý nghĩ mà ta cho là của ta trong quá khứ đã qua mất rồi phải không cái tôi là chủ của chúng ở đâu cũng qua mất rồi hay nó lại lo làm chủ những tư tưởng khác như thế cái tôi thực sự ở đâu là cái tôi trước kia hay cái tôi bây giờ? Mỗi lần một tư tưởng mới qua đi thì điều gì đã xảy ra cho cái tôi đó? Cũng có khi tư tưởng này cách tư tưởng kia một khoảng thời gian, lúc đó thì cái tôi ở đâu? Làm sao ta đem nó trở về? Dĩ nhiên là bằng suy nghĩ, tả kiến là nhân của ảo tưởng về cái tôi. Việc đầu tiên hành giả cần làm sau khi xuất định là nhận thức về tính vô thường của nó. Đồng thời, nếu có thể, cũng ghi nhận tính vô thường của tư tưởng, tình cảm, hơi thở, thân. Bước kế tiếp cần làm sau khi sửa định, là hồi tưởng để xét xem bằng cách nào ta đã đạt được trạng thái tâm định tĩnh. Phương cách đó là gì? Không có phương pháp nào bảo đảm thành công. Phương pháp nào thích hợp với bạn thì sử dụng. Thường, ghi một phương pháp đem lại hiệu quả cho một ai đó thì người ấy chấp chặt vào phương pháp đó và nghĩ rằng tất cả mọi người khác cũng nên thực hành nó. Đó là sai lầm, tiềm thức của chúng ta không giống nhau. Phương pháp này có thể thích hợp cho người này hơn là người kia. Thí dụ, việc sử dụng thiền tâm từ để đạt định có thể rất hiệu ích. Trong cách thiền này, nếu ta thực hành đúng, một cảm giác mạnh mẽ có thể phát khởi. Thường là ở lồng ngực là một cảm giác ấm áp dễ chịu nơi thân. Đôi khi ta còn cảm thấy hoan hỉ. Ngay khi cảm giác này phát khởi, thay vì tiếp tục thiền tâm từ, ta cần truyền tất cả sự chú tâm vào chính cảm giác đó. Cảm giác mạnh mẽ đó là cảm xúc vật lý và đó là nơi ta cần chú tâm đến trước. Bằng cách nào ta đạt được đỉnh, điều đó không quan trọng, miễn là ta đạt được đỉnh. Lúc đó ta mới có thể thực sự nói tôi đang thiền. Chưa đạt được đến đó, thì ta chỉ có thể nói là ta đang thực hành một phương pháp thiền. Ít ai phân biệt rõ điều này, dầu Đức Phật rõ ràng đã đề cập đến điều đó. Có hành giả đạt được định bằng cách quét sweeping exercise, nhất là khi họ sử dụng phương pháp, dễ quạt. Nếu thực hành đúng, phương pháp này có thể khiến hành giả có đủ định tĩnh để phát khởi một cảm giác rất dễ chịu. Trong trường hợp đó, ta phải ngưng ngay việc quét và chuyển tâm đến cảm giác hoan hỷ. Lúc đó, theo như lời dạy của Đức Phật, ta giải rộng cảm giác đó khắp châu thân. Một phương thức khác là sử dụng các biến xứ, casinus, các dĩa màu. Nếu hành giả mạnh về thị giác, cảm thấy dễ liên tưởng đến màu sắc, thì hành giả có thể thấy một đĩa màu tròn, bành trướng nó lớn ra, và hoàn toàn chìm đắm trong đó. Cách thực hành này cũng đưa đến sơ thiền và đó là mục đích của thiền biến xứ, Casinus. Hoặc là khi hành giả trụ nơi hơi thở, và hơi thở trở nên rất yếu, một luồng ánh sáng chói lòa có thể xuất hiện. Hành giả cũng có thể phát tán luồng ánh sáng này để nó bao bọc toàn thân. Một khi hành giả đã an trụ trong luồng ánh sáng này được một lúc, thì nó không chỉ bao bọc quanh mình, mà còn khiến hành giả cảm thấy rất dễ chịu khi cảm giác hoan hỷ phát khởi, như ta thấy có nhiều phương cách, nhưng không nhất thiết phải thực hành tất cả trong một buổi tọa thiền. Nếu bạn cảm thấy thiền tâm từ bi thích hợp với bạn, thì hãy sử dụng phương pháp đó như một phương tiện để đạt định. Còn nếu như bạn cứ thấy màu sắc phát sinh, đến nỗi trở ngại cho việc theo dõi hơi thở của mình, thì hãy sử dụng màu sắc. Hay ta thấy dễ nhiếp tâm với phương pháp quét, thì hãy sử dụng nó. Tóm lại, sử dụng phương pháp nào không quan trọng. Quan trọng là ta ngồi xuống tọa thiền với tâm hân hoan vì biết rằng có một tiềm năng mãnh liệt ẩn chứa trong ta. Bất cứ ai có lòng kiên nhẫn và tinh tấn, đều sẽ đạt được định. Đó là cách tâm vận hành một cách tự nhiên. Đúng ra, gần như tất cả mọi thiền sinh đều có ước muốn thầm kín đó. Có thể họ hiểu ý nghĩa của từ, rẻ nha, hoặc thiền định là gì nhưng điều đó không quan trọng ước muốn thầm kín của chúng ta là mong muốn được giải thoát khỏi tâm lăng xăng vọng tường đôi khi ước muốn đó vô thức nhưng thường nó được chấp nhận được biết đến như thể có một trực giác nào đó đã biết đến khả năng này khi tâm không thành kiến được nghe đến các tầng thiền định lần đầu tiên tâm đó sẽ thốt lên à tôi biết là có cái gì đó mà đôi khi lúc trải nghiệm được thiền định lần đầu tiên chúng ta nhớ hình như ta đã đạt được điều này khi còn bé thơ chúng ta khó tưởng được rằng đó là chuyện khá bình thường trẻ em thường đạt được điều này một cách tự nhiên rồi trong tiến trình lớn lên đi học có gia đình tình dục tất cả mọi thứ xen vào và những điều này bị quên lãng nhưng sau nhiều đau khổ đúc kha có thể chúng ta sẽ tìm đến thiền ở tuổi thành niên Đạt được sơ thiền, lúc đó ký ức sẽ trở về. Đức Phật, lúc còn là một vị Bồ Tát, Thái tử Siddhartha Gautama đã rời hoàng cung và từ bỏ gia đình để vào rừng học thiền. Ngài đã học về bảy bậc thiền đầu tiên từ một vị thầy, nhưng ngay khi vừa đạt được sơ thiền, ngài nhớ lại ngài đã đạt được điều đó năm 12 tuổi. Câu chuyện xảy ra có liên quan đến vua cha Suddhodana người trị vì một vương quốc nhỏ. Theo phong tục nơi đó, khi mùa xuân đến, mùa trồng lúa, vị vua phải bừa mảng đất đầu tiên. Vua Sudodara đã dắt theo đứa con trai 12 tuổi, đứa trẻ phải nắm một bên bừa, người cha nắm phần bên kia, rồi hai người cùng nhau bừa khoảng đất đầu tiên. Nhưng khi đến giờ làm lễ cẩy bừa thì không tìm thấy đứa trẻ đâu. Vua bèn sai các quan đi tìm và họ tìm thấy vị thái tử trẻ đang ngồi dưới một gốc cây, rõ ràng là đang thiền, và hoàn toàn chìm đắm trong thiền định. Để không làm phiền thái tử, các quan về thưa lại với nhà vua, vậy là nhà vua phải làm lễ cầy bừa một mình. Sau đó, khoảng tuổi từ 12 đến 29, thái tử đã thụ hưởng các dục lạc thế gian. Thái tử cưới vợ và có được một con trai. Tuy nhiên, Cuối cùng Thái tử thấy rằng nhân loại cần được giải thoát khỏi khổ đau, nên ngài đã vào rừng để tu thiền. Ngài rất dễ chứng đạt các tầng thiền định vì những nghiệp quả trong các tiền kiếp, cũng như việc chứng nghiệm trong kiếp này năm 12 tuổi, có thể không phải trường hợp nào cũng giống nhau, nhưng dường như những hành giả đã thực hành thiền khi còn nhỏ tuổi, họ sẽ dễ chứng nghiệm thiền, định hơn, còn lại đa số chúng ta cần nhiều công phu tu tập hơn nhưng đó cũng là bài học về sự kiên nhẫn và bền trí cho chúng ta trái ngược lại với một số tuyên bố sơ thiền không đưa đến bám víu đức phật chưa từng tuyên bố một điều gì như thế ý tưởng này xuất phát từ một số chú giải được viết hàng trăm năm sau khi đức phật tịch diệt sơ thiền không khiến ta sanh tâm bám víu trái lại chứng nghiệm này còn khiến ta hăng hái và cảm thấy nôn nóng để đi tới cùng vì lúc đó ta đã thấy được sự khác biệt to lớn như thế nào giữa các trạng thái tâm bình thường và tâm đạt định. Ngay nếu như trạng thái tâm nôn nóng không xảy ra, thì ý thức rằng, đây chưa phải là tất cả, chắc chắn sẽ phát khởi. Tất cả mọi hành giả có trí tuệ đều nhận thức được ngay rằng mục đích thiền tập không chỉ là để được có cảm giác hỷ lạc này. Dù ta có cảm thấy thật hạnh phúc với cảm giác đó trực giác cũng báo với ta rằng còn có nhiều điều hơn thế nữa, khiến ta rất muốn tiếp tục hành thiền. Tuy nhiên, việc tâm thức của hành giả ở sơ thiền được thanh tịnh, trong sáng là một sự kiện rất quan trọng. Tâm thanh tịnh là một ân sủng lớn nhất của thiền định. Có hai khía cạnh thanh tịnh. Đầu tiên, đó là sự vắng mặt của các chướng ngại và các quê nhiễm. Thứ đến, nó khiến tâm trong sáng, rõ ràng khi kiếng cửa sổ dơ ta không thể nhìn ra bên ngoài nhưng khi nó được chùi sạch thì ta có thể thấy giờ rõ ràng tâm trong sáng là điều ta cần có để đạt được tuệ giác do liên tục tinh tấn hành thiền mà hành giả có được tâm thanh tịnh đó là kết quả của sự tự biết mình và biết những điều cần làm chúng ta đã biết đến những giai đoạn chuẩn bị được nhắc đến trong bản kinh này sự rõ ràng Hôm sáng là điều ta cần đạt đến, vì nó tạo cho ta khả năng hiểu biết sự chứng nghiệm của mình. Khi đã có được tâm trong sáng này, ta phải gìn giữ để nó không bị hoen ố trở lại. Chúng ta luôn phải cẩn trọng, đó là vì giờ đây ta biết ta có một viên đá quý đến ngần nào, tâm thanh tịnh, trong sáng có thể đánh đổ mọi vọng tưởng và nhìn vạn pháp trong chân lý tuyệt đối. Để đạt được tuệ giác sâu sắc, uyên thâm do đức phật truyền dạy chúng ta cần có một tâm thức như thế nó chỉ có thể phát sinh khi ta có thể hoàn toàn chú tâm vắng lặng những suy nghĩ lăng xăng khi nào còn lao sao nghĩ tưởng là ta còn ở cấp độ thế tục và ta chỉ có thể biết những gì đang ở trong tâm bước thứ ba sau khi xả thiền là quán tưởng lại chứng nghiệm thiền định vừa trải qua để ý thức được bất cứ trí tuệ nào vừa mới phát khởi các tri giác này đặc biệt rõ ràng vì chúng phát xuất từ chính sự hiểu biết của bản thân đức phật là một vị thầy thực tiễn khi ngài thuyết về bốn tầng thiền định đầu tiên ngài chỉ đánh số chúng thật là lợi ích vì ta không cần phải tưởng tượng ra điều gì chúng ta chỉ cần thực hành theo lời chỉ dạy của ngài từ tầng thứ năm đến thứ tám thì được đặt tên và ta sẽ bàn về chúng sau các trạng thái tâm thức này là sự vận hành một cách tự nhiên của tâm. Chúng ta có thể đọc về chúng trong các báo cáo của những nhà thần bí kỳ tô giáo hay các tôn giáo khác. Thuật ngữ học có thể khác, nhưng kinh nghiệm thì giống nhau. Teresa ở Avila, khi hướng dẫn các nữ tu của bà trong quyền lâu đài nội tại, Interior Castle, đã trình bày về bảy tầng thiền định, giàu bằng phương thức như hư cấu khiến ngày nay khó có ai theo được. Cách diễn giải quá chi tiết, đến độ người đọc có cảm giác sự trải nghiệm đó hoàn toàn là việc của cá nhân. Trái lại, những lời dạy của Đức Phật thật thực dụng, vì vậy không thể nào lầm lẫn được. Rõ ràng những lời dạy của Đức Phật là dành cho tất cả mọi người. Các nhà thần bí thiên chúa giáo như Meister Eckhart và Francisco Osuna cũng thực tập thiền định tuy nhiên cách diễn giải của họ cũng khác nhau vì chúng ta đang sống trong thời đại mà kỹ thuật chứ không phải tôn giáo đang làm chủ nên thiền định đã trở thành một nghệ thuật bị đánh mất nhưng ta không cần phải quên lãng chúng ta có thể làm chúng sống lại vì ta may mắn được nghe được biết đến phật pháp vì có người đạt được định một cách tình cờ không cần có sự hướng dẫn dìu dắt ta có thể suy luận rằng đấy là kết quả tự nhiên của sự nhiếp tâm có người đạt được thiền định trong lúc tâm hoan hỉ người khác lại đạt được điều đó trong lúc căng thẳng cực độ điều này cũng hay xảy ra người khác nữa lại đạt được định chỉ nhờ nhiếp tâm thiền là khoa học của tâm vì là khoa học thiền có thể được giải thích và lặp lại nhưng nó phải bao gồm tất cả mọi khía cạnh hợp lý tất cả chúng ta đều biết đến các khía cạnh của tâm thế tục, cái tâm suy nghĩ, đánh giá, vui buồn, ưa ghét. Nó luôn ở trạng thái nhị nguyên, ở đó, chúng ta, đối nghịch với, thế gian. Nếu thiền định không mang lại một trải nghiệm khác biệt nào, nó sẽ không thể làm cho ta thỏa mãn Tâm thức cao thượng mà ta có được qua thiền tập, giúp ta thấy rõ rằng chúng ta sống trong thế gian này, nhưng không thuộc về nó. Chúng ta biết rằng, thực ra ta còn có thể chuyển hóa nó khi vẫn còn thân và tâm này. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng sanh phải hành thiền để đạt được tuệ giác. Trong những bài pháp thoại bao gồm cả đạo lộ, bắt đầu bằng giới và kết thúc với sự giác ngộ, tĩnh thức, thiền luôn được nhắc đến. Một lời cảnh cáo, không nên bao giờ ngồi xuống chiếu thiền với ước muốn đạt được định. Thay vào đó, Ta chỉ đơn thuần thực hành theo phương pháp đã chọn, phương pháp mà ta cảm thấy tốt nhất cho bản thân và đừng thay đổi. Ta chỉ cần làm thế. Tủ sách áo lam chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã nghe hết tập 3 tôi là AI của Nisus Oyakema. Đừng quên trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến bạn bè và gia đình nhé. Hẹn gặp lại vào tập 4.